Chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Chiến Audio. Sau đây sẽ là 3 cách để giúp các bạn và anh em khắc phục ngay lỗi khi mà chúng ta mở cục đẩy liên vang X7DAC mà loa của chúng ta lại không có nhạc. Rất là đơn giản thôi. Trước tiên các bạn và anh em cho em xin một like và một subscribe nếu mà thấy video này hay. Và đặc biệt đó là các bạn và anh em phải xem hết video này từ đầu đến cuối, vì phải xem hết thì các bạn và anh em mới nắm rõ được 3 cái cách rất là cơ bản này, mà rất là dễ thôi, ai cũng có thể làm được, người già, trẻ nhỏ hay là phụ nữ, tất cả mọi người đều có thể sử dụng được và cũng có thể làm theo, rất là đơn giản thôi. Thì không để các bạn và anh em chờ lâu nữa thì em sẽ giới thiệu luôn cho các bạn và anh em, đó là 3 cách khắc phục. Cách đầu tiên đó là các bạn và anh em phải kiểm tra xem là cái tín hiệu của chúng ta khi mà chúng ta đưa vào TV cũng như là tín hiệu khi mà chúng ta cắm vào cục đẩy liên vang đã được chắc chắn chưa, và cũng như là cắm đã chuẩn chưa. Thì hiện tại thì em đang lấy tín hiệu từ cổng quang. Cổng quang thì chúng ta sẽ cắm vào đầu quang ở cục đẩy liên vang X7DAC. Và đặc biệt ở đây dây rắc đúng không? Ở dây rắc các bác và anh em cắm đúng không? Đây. Các bác và anh em cắm vào nhưng mà chắc chắn là cắm như này là vẫn không thể nào mà phát ra tiếng được, mà các bác và anh em chú ý cái phần này. Phần này này, đó là các bác và anh em phải xoáy chặt vào nhé. Đó. Xoáy chặt. Khi mà các bạn và anh em xoáy lỏng thì cái chân mút tín hiệu nó không thể chạm được đến bảng mạch, thì nó sẽ không thể nào mà phát ra được tín hiệu âm thanh cho đôi loa. Thì đó, lúc này các bạn và anh em cắm đó. Cắm là các bạn và anh em phải cắm chắc vào giúp em nhé. Đó, cắm khi mà nó sâu như thế này vào thì tức là cái tín hiệu từ cục đẩy ra loa đã ok này. Các bạn và anh em, thứ nhất này, các bạn và anh em kiểm tra cổng quang này. Cổng quang là một này. Thứ hai đó là tín hiệu khi mà các bạn và anh em đưa dây từ cục đẩy liên vang ra loa. Và cái thứ ba đó là các bạn và anh em kiểm tra cái cổng khi mà các bạn và anh em cắm vào AUX, hoặc là AUX1 hoặc là AUX2 này. Thì hiện tại em đang dùng cổng quang thôi thì không có, nhưng mà nếu mà các bạn và anh em cắm vào cổng hai cổng này thì cũng nên lưu ý luôn, đó là mình đã cắm vào TV chuẩn chưa này, và cắm vào cổng này đã chuẩn chưa nhá. Đấy là cách đầu tiên này, các bạn và anh em đó kiểm tra hết các dây rắc cũng như là các đường tín hiệu, dây đã chuẩn chưa. Ngoài ra thì các bạn và anh em cũng phải kiểm tra luôn ở đó là dây loa nhé, dây loa xem là cắm đã chắc chưa. Đó, nếu chưa chắc thì các bạn và anh em cũng phải xoáy lại giúp em nhé, xoáy lại thì nó mới tiếp xúc được, còn không thì không thể làm tiếp xúc được. Đó, đấy là cách đầu tiên, rất là đơn giản thôi, chỉ cần kiểm tra lại đường dây tín hiệu của mình xem đã cắm chuẩn chưa thôi. Đó, cách thứ hai đó là khi mà chúng ta cắm kiểm tra hết đường dây tín hiệu ok rồi nhưng mà vẫn chưa ra tiếng, thì nguyên nhân đó ở đâu? Thì nguyên nhân tiếp đến đó là đến cái công nghệ ở cái cục đẩy liên vang X7DAC này. Thì với công nghệ này thì chúng ta cho rất là nhiều đường tín hiệu, đó là cổng AUX1, AUX2 hoặc là cổng quang, Bluetooth hoặc là USB. Thì ở đây, hiện trên bảng đây, hiện tại thì đang ở chế độ đó là ở chế độ nhận tín hiệu từ AUX2. Nhưng mà ở AUX2 lại không cho đường dây tín hiệu vào thì không thể nào mà có tín hiệu phát ra loa được. Thì các bạn và anh em ấn input giúp em này, chuyển sang USB này. USB nếu mà cắm thì nó sẽ ra nhạc, còn không cắm thì không ra nhá. Đây là chế độ Bluetooth để các bạn và anh em có thể cắm ở kết nối với cả điện thoại thông minh của mình. Đó, hiện tại thì em cắm ở cổng quang nhá. Cắm ở cổng quang một phát ra luôn. Đó, thì các bạn và anh em chú ý đó là khi mà chúng ta dây rắc ok rồi nhưng mà vẫn không ra tín hiệu thì các bạn anh em kiểm tra xem là mình đã chọn cái đường mà nhận tín hiệu chuẩn chưa. Chúng ta đang chọn đường nhận tín hiệu đó từ cổng quang thì đã chuẩn rồi thì là loa sẽ ra nhạc luôn. Và đấy là cách thứ hai, rất là đơn giản thôi, ai cũng có thể sử dụng được. Dạ vâng, với cái cách thứ ba này thì các bạn anh em lưu ý giúp em, đó là ở phần cài đặt trên TV của nhà mình, ở bất kỳ TV nào đều có những cái cài đặt âm thanh. Thì các bác và anh em đang sử dụng liên quan đến âm thanh thì các bác vào cài đặt âm thanh giúp em này. Hiện tại thì đầu ra của nó đang là loa TV, tức là gì? Tức là mình mở là chỉ có loa TV thôi, không có loa cây như này. Thì các bác và anh em làm một bước đơn giản như này cho em, đó là các bác và anh em phải chọn vào cổng quang giúp em nhé. Khi mà chúng ta chọn như thế thì nó mới cho ra được cái tín hiệu từ TV xuống cổng quang cũng như là đến loa. Tất cả những cái thiết bị đều phải được đồng bộ với nhau, đều phải được kết nối với nhau thì mới phát ra được tín hiệu. Và các bác và anh em nào mà có những cái thắc mắc hay là có những cái
điều gì mà không biết trong quá trình mà chúng ta sử dụng những cái cục để vang hay là những cái thiết bị âm thanh thì có thể comment xuống phía dưới, thì em sẽ làm video giải đáp cho tất cả các bạn và anh em. Và bây giờ em sẽ xin mời các bạn và anh em cùng em thưởng thức cái chất âm đến từ bộ dàn loa karaoke này, đó là bao gồm một đôi loa Guốc G1000, đây là phiên bản Plus kết hợp với cục đẩy liên vang X7 DAC. Và mời các bạn và anh em cùng em đeo tai nghe để trải nghiệm với chất âm cực kỳ là hay đến từ bộ dàn loa karaoke này. Và các bạn và anh em yêu thích thì có thể cho em xin một like cũng như là một subscribe để em có động lực ra những video hay hơn gửi đến tất cả các bạn và anh em. Và vừa rồi là cũng là phần test nhạc đến từ bộ dàn loa karaoke này. Và các bạn và anh em nào mà yêu thích hoặc là đang có nhu cầu phối ghép cho gia đình nhà mình những cái bộ dàn loa karaoke thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Và địa chỉ của em là 107 phố Trường Âm Long Biên, Hà Nội, thì các bạn và anh em mà gần có thể ghé qua giao lưu.